chúng ta đã hoàn thành cao 4 một cách tương đối là xuất sắc. Wow, cũng được 3 sao nhé. Chúc mừng nhà và chúc mừng các bạn. Xin chào các bạn. Và kiến thức sẽ cùng với các bạn thực hiện cao 4 của Quýt Lâm.
Bye.
hỏi về cái nhiên, thơm bơ lo là gì? Một bãi nói đảo và đất liền. Đảo vô cáo đã sang mạng đã một tìa. Nhìn cái hình thì chắc các bạn có thể đoán được đó là một bãi nói đảo và đất liền. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi nhân đôi. Anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt làm quan qua đúng là gà quá gà.